Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2018. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chuẩn hóa kỹ năng trong ngành nhà hàng khách sạn theo tiêu chuẩn Úc cho người lao động, công ty tư vấn và giáo dục Creative phối hợp với trường Culinary Solutions Australia tổ chức thi thẩm định và phát bằng của Úc tại Học viện EBM Creative ở Thành phố Hồ Chí Minh. Các học viên phải trải qua hơn 5 giờ thi lý thuyết, vấn đáp và thực hiện từ 6 đến 8 món ăn cho ngành bếp Âu và Á, 6 món bánh cho ngành bếp và các kỹ năng của ngành phục vụ buồng phòng theo quy định của trường Úc. Sau buổi thi, các giảng viên Úc đánh giá các kiến thức, kỹ năng nghề và tác phong chuyên nghiệp của các học viên. Đa số các học viên đều đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá. Đây là chứng chỉ và văn bằng đã được công nhận bởi Bộ Giáo dục và Di trú Úc, đủ điều kiện để các học viên thực tập nâng cao tay nghề và làm việc tại Úc theo hợp đồng đã được ký kết giữa công ty với các tập đoàn, nhà hàng, khách sạn tại Úc hoặc định cư Úc với mức thu nhập cao, môi trường làm việc ổn định, lâu dài.